Dù trời mưa hay nắng, bất kể ngày hay đêm, người tuần đường vẫn lầm lũi rảo bước trên con đường ray dài hun hút, kiểm tra từng con bù lông, từng đoạn ray thành tà vẹt, soi tỏ đường cho mỗi chuyến tàu Việt Nam. Ngành đường sắt có rất nhiều công việc khác nhau, nhưng có lẽ những công việc lặng lẽ và cô độc nhất là nghề tuần đường. Tôi làm nghề này là 23 năm. Chọn nghề này chẳng qua là từ trước ông già, anh em cũng làm đường sắt. Thì thành thử ra ông già làm đường sắt mà mình cũng theo ngành đường sắt, theo cái nghề của ông già mình. Nói chung mình cũng yêu ngành yêu nghề, mình làm mới được, mình không yêu ngành nghề là mình làm cũng được. Đây là nghề vất vả, không dành cho những người trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Những người được bố trí vào công việc tuần đường không những đòi hỏi có sức khỏe tốt, đôi chân bền bỉ, sự gan dạ, dũng cảm, mà còn bắt buộc phải là thợ bậc 4/7 trở lên, nghĩa là có trên 5 năm thâm niên kinh nghiệm, có chứng chỉ tuần đường, theo trường đào tạo chuyên ngành cấp mới được đảm nhận vị trí này. Ngày tuần đường này trước tiên cũng phải có qua trường lớp mới học mới biết. Là cái nhất, cái hai là mình phải tỉ mỉ trong cái công việc của mình. Bây giờ công việc của mình nó phức tạp, cái này như lúc ray đồ nó nứt, khá là nứt một dấu rất nhỏ, mình sơ qua, mình kiểm tra sơ qua mình không có biết được, nên cái đó phải đòi hỏi tính là kỹ mỹ nè, cần cù nè, với lại là phải xuyên làm cái nghề này mới được. Để đảm bảo an toàn trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn, hàng ngày anh Hùng cùng các đồng nghiệp phải thay phiên nhau đi tuần cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày 3 bàn, mỗi bàn 8 tiếng. Mỗi khi lên bàn, người bạn đồng hành không thể thiếu của anh là túi đồ nghề có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho người thợ như cờ lê vặn đinh mối, cuốc chè nhỏ kìm búa đóng, pháo phòng vệ, đèn, cờ tín hiệu, đinh crampon, bù lông mối, rong đen, sổ tuần đường, áo phản quang. Mỗi ngày, anh và các đồng nghiệp phải trải qua hành trình đi bộ 24 km với tốc độ đi đều 3 km/h, phải trực tiếp quan sát, kiểm tra, tự khắc phục, xử lý các chướng ngại vật và những hư hỏng nhỏ trên tuyến đường này. Với những hư hỏng lớn, đòi hỏi vật dụng chuyên dùng, anh phải cẩn thận ghi chép lại vị trí và kịp thời báo cho bộ phận sửa chữa của ngành. Khi có sự cố lớn có khả năng ảnh hưởng đến sự an nguy của đoàn tàu, anh phải dùng cờ và pháo báo hiệu khẩn cấp cho đoàn tàu kịp thời dừng lại. Nắng nè, có nè, mưa nè, rồi đêm hôm nè, công việc của mình là bắt buộc là mình phải đi kiểm tra cho nó đúng theo cái quy định. Nếu mình đi riết thì dứt phát con người mình nó cũng sinh ra mình chuyện bệnh. Nhưng điều mình nghĩ là mình cảm thấy mình vượt qua được, mình ráng cố gắng mình vượt qua được. Thành thử ra tôi đi làm, chứ nếu mà nói vậy vô bệnh tật, chứ mà bệnh quá lắm tôi nghĩ còn hoài ra một cái nhỏ thì đối tôi cũng không thành vấn đề lắm đâu. Bây giờ là mình đã theo là mình theo tới cùng, nếu mình bỏ từ lúc đầu rồi. Theo lịch trình, mỗi lần nhận ca từ trụ sở cung đường, anh phải đi bộ dọc theo cung đường sắt tới hai điểm đầu và cuối cung rồi ngược trở về. Tại các điểm nối hai cung, anh sẽ gặp các tuần đường của cung trước, cung sau vào đúng một khung giờ nhất định rồi giao thẻ, ký xác nhận cho những đoạn đường đã kiểm tra. Quanh năm suốt tháng, mỗi ngày đều một mình bầu bạn với cùng một đoạn đường, nên anh thuộc đến từng chiếc đinh ốc, từng thanh tà vẹt, nét cong, nét thẳng của mỗi đoạn đường nơi đây. Cứ thế, trong suốt hành trình 23 năm làm tuần đường đã qua, hàng chục ngàn thanh tà vẹt, thanh ray, đinh ốc mỗi ngày luôn được anh và các đồng nghiệp săm soi, kiểm tra, bảo dưỡng một cách kỹ càng. Đi từng đã sợ sệt là không bao giờ làm cái nghề này được. Bây giờ trước mắt đêm hôm mình, bây giờ mình thấy giờ mình cũng là nó phức tạp nhiều lắm. Mình biết phức tạp như vậy, ví dụ nó khó khăn thì mình cũng vẫn phải đi. Cái đó là bắt buộc, là cái công việc của mình, cái nghề của mình là nó phải như vậy. Thử thách của cái nghề tuần đường cũng lớn đấy. Công việc của mình làm là mình đi mà tuần tra, có thể là phát hiện ra những sự cố giống như là bị hư hỏng các bu lông phụ kiện này,
rồi có thể là những cái lúc có thể là dây cũ nó mòn, tật khuyết tật, hoặc là có thể những là những quá đường ngang dân sinh bị ô tô hay là gì là không nó nằm ở đường sắt, nên là mình có thể là mình cũng hơi vất vả. Người tuần đường là thế, bất kể đêm mưa, gió bão hay những ngày hè nắng đổ lửa, các anh luôn giữ vững tinh thần, là ngọn đèn chỉ lối cho các con tàu không đi trật nhịp. Dù đi cả chục cây số giữa đêm tối tĩnh lặng, dù làm bạn với rắn rết, cóc nhái hay những đêm mưa bất chợt của Sài Gòn, các anh vẫn không ngại khó, lên bang là phải đi đúng hành trình với tinh thần tập trung cao độ nhất. Thậm chí đến những ngày lễ Tết, các anh vẫn luôn hào hứng, vui vẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mình nghĩ đơn giản nha, ví dụ như mình làm đêm vậy, những ngày Tết mình vậy, là những anh em đồng nghiệp với mình người ta cũng vậy, thật ra mình nghĩ tôi không buồn cái chuyện đó. Công việc này là trên hết, cái đó bắt buộc chung hết, cái đó công việc chung hết chứ không phải là của mình. Nói chung mình trong ngành luôn chứ không phải riêng mình cùng người này không. Nói chung là cái nghề tuần tra của tôi, mà mỗi lần đi kiểm tra mình thấy tàu qua thông suốt qua lại thông suốt đó, mình thấy mình vui, mình mừng rồi. Không gì xảy ra, mình thấy cái đó là điều mình mừng nhất. Tuần đường cũng như là mọi người công nhân đường sắt đảm bảo cho an toàn mỗi đoàn tàu đi qua là một niềm vui của mỗi người công nhân đường sắt rồi. Có lẽ chính vì thế, dù thầm lặng, dù hiểm nguy, mỗi người tuần đường hàng ngày vẫn luôn hạnh phúc với công việc của họ. Và dù vất vả, dù sương gió, gương mặt họ vẫn luôn lấp lánh lòng tự hào với nghề bảo vệ tiếng rầm rập đều đặn cho mỗi chuyến tàu đi qua.